cô bơ hiện danh là bóng mỹ cô bơ liên tô xuống dọc mỹ ba tòa di thoại cùng xuống thuyền phách mạnh nhất lúc ba
phạch phạch nghe quốc dân đi con dù hoa phạch phạch bãi cô mờ là xin cô mờ lại xa con dù hoa treo từ cô treo từ con đi dù hoa hàn thác treo ra dù hoa bà hà bộc bộc chú này đi của chúng ta tháng này con hồ treo bên bao phủ phân vân dù hoa cho thủy đền so bạn đi thủy đền là đồ quan du hoa dầm mà đến giờ đi du hoa lô đức đức ông mở quan du hoa về đền cây quê đi qua dịch tăng ở quan hồ hoa tới đền lành ra quan đi du hoa bái bái con đề ta quan quan du hoa cô bắc bực dòng sông đi ngắm cảnh ngắm đền quan du hoa dừng đền đủ ba du hoa qua đền sông hồ quan du hoa về chùa bồ đề qua chùa lộc du hoa a di đà phật quan du hoa rẽ qua đền gần gì châu đức hô quan du hoa cho đệ tử không xa du hoa bước sự nhớ ra vào ngày hôm nay 24 tháng 2 đến đây mơ hồ vui chào danh tay du hoa về tới đền đây du hoa về tới điện đây du hoa là nơi cùng đồng bóng chiều đã xế đã xế chiều du hoa con xin du dừng treo bỏ leo gác mái rước cô lên ở đền thank you.
được tiếng thương dành ngài. Chư tha cô chữ bệnh cô cứu sinh cho đời. Biết cô sáu ước đầy mâu thường nghĩ hai thương tiên đồ lượng nơi nơi hài sách đục đỉnh đi lên đồi ngày. Thank you.
thần điều ao tham dịu dàng quốc gia thiên cô nam ca dân hương dân hoa xin cho tôi đi
ai hoa sao xây khắp nơi. Chim anh điêu lô nhạc rừng cất tiếng ca gọi mùa xuân xa. Chim én bay giật trời nhạc hòa cùng nơi nơi. Dốc cao ngàn đồi kia con suối uốn quanh bước qua ngàn đồi hòa vang tiếng cười nhạc rừng trong nắng. Chân quấn một xà cạp mà với chiếc y hùi trên vai. Để thật tự gặp đôi tay mong mà gặp đường ngôi một tóc mi xa ngà mắt phượng lưng ong mà y. Cô trở ra về với thay chào các quê lần sau cô tái hồi.